ngay ngắn cho đúng vào vào đi. Rồi ok nhé, như làm gì đây, bỏ qua cái camera đây, nhìn bên đây nhé. Thế bây giờ muốn xây dựng cái Facebook cá nhân nó để bán hàng đúng không, trả lời cái câu hỏi là định vị thương hiệu của bạn là gì, bạn là ai, bạn muốn người ta biết là ai. Chỉ cho tôi một thôi nhé, chỉ cho tôi một lựa chọn thôi, đừng có mà cái gì tôi cũng giỏi, cái gì tôi cũng giỏi. Nó sẽ giống là quả mít này này, nó giống là quả mít này này. Quả mít các bạn thấy nó rất là nhiều gai nhưng mà không có cái gai nào nhỏ, không có cái gai nào đủ có thể gây gọi là chết người của chúng tôi đấy. Thế thì mình chỉ một lựa chọn thôi, à Minh Hằng gì đó, Kiều Linh gì đó đúng không, Tố Nhi gì đó đúng không? Chuyên gia về làn da hay gì, bác sĩ của làn da hay là chuyên trị mụn hay cái gì đó đều được, được chưa? Như thầy Phan Anh, thầy định nghĩa là gì, chuyên gia marketing online số 1 Việt Nam. Marketing nhưng mà phải là marketing online, offline có làm được không? Làm được, nhưng mà vì mình muốn định nghĩa nó sâu hơn vào cái thứ đó đúng không. Số 1 Việt Nam là như là số 1 Việt Nam là không ai định nghĩa, thì tôi định nghĩa thế cho nhanh, cứ đập vào mặt nhiều lần thì thế nào nó thành ở nhồi vào đầu, nó là số 1 Việt Nam. Dr. Henderson các bạn có thể là ví dụ như là thương hiệu ở đây là thương hiệu mỹ phẩm được bình chọn yêu thích nhất năm 2019 tại Hàn Quốc. Câu đấy là câu mà là thương hiệu này là đã đạt được, mình phải nói đi nói lại nha. Sau khi các bạn đã biết mình là ai rồi và muốn xây dựng rồi, muốn cái định nghĩa đấy, định vị đấy rồi, thì bây giờ tất cả những thứ điều tiếp theo nha, những thứ tiếp theo rất quan trọng đấy là bạn phải cho người ta thấy. Bước thứ hai là bạn phải xây dựng nội dung. Người ta vào Facebook của bạn, người ta xem cái gì đúng không, người ta đọc bài, người ta đọc bài ở đây là ý của tôi nói là text đúng không? Cái phần ngôn ngữ ấy. Người ta xem ảnh, người ta xem video đấy, hoặc là đọc link, người ta truy cập vào link. Đây là những thứ bạn sẽ chia sẻ lên Facebook có đúng không, có đúng không ạ? Có cái loại dạng nào khác nữa không, không đúng không? Đấy, thế thì giờ đăng lên đây, đây là định dạng mình phải đăng nhá, đây là định dạng, định dạng đăng lên rồi bây giờ tần suất đăng, tần suất đăng. Nguyên tắc tôi có nói với các bạn ngày hôm qua là cái gì, 3D là gì, đúng rồi, 3D, 3D là quan trọng nha. Hay chưa quan trọng, hay mình không thể biết được thế nào là hay rồi, cứ viết đi, cứ làm đi. Qua quá trình mình làm mình mới nhận ra rằng là nội dung nào là hay, hiểu không? Mình dùng phương pháp là thử sai. Còn tất nhiên trước khi viết mình cũng phải nghĩ, trước khi đăng mình cũng phải nghĩ, mình cũng phải vắt óc suy nghĩ rồi, tìm tòi rồi, chứ không phải là mình cứ đăng tột cái là mình lên. Thấy chưa? Tần suất thì cố gắng, nói chung nếu được nhé, cố gắng cho tôi khoảng ngày 3 lần. Đấy, ngày 3 lần. Sáng, trưa, chiều, tối. Đăng cho tôi, sáng đi làm bài, trưa nghỉ trưa thay vì ngủ trưa chuyện trò chém gió lướt Facebook của thằng khác, thì hãy dành thời gian đó ra để sản xuất nội dung cho mình, hiểu không? Thay vì thời gian đi lướt Facebook của thằng khác thì hãy dành thời gian đó để sản xuất nội dung cho mình. Bởi vì mình muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì mình phải nói được, mình phải thể hiện được mình chứ. Thế bây giờ tôi vào Facebook của bạn trắng tinh, không có ảnh, không có bài, không có viết, thì tôi biết bạn là ai, tôi biết bạn là chuyên gia cái con khỉ con tiều gì, đúng không? Bạn nói là bạn là chuyên gia marketing đúng không? Thế thì tất cả các bài viết bạn hơi thở, một cái bức hình của bạn phải có chữ marketing, một cái câu chuyện của bạn phải có marketing, đúng không ạ? Một cái bài kể của bạn phải có marketing. À, hôm nay nhé, tôi dạy marketing cho công ty này, hôm nay nhé, tôi tư vấn chiến lược cho marketing cho công ty kia, đúng không? Thế thì như thế là ủa, ông Phan Anh suốt ngày đi tư vấn marketing tập đoàn lớn, thế người ta mới hiểu rằng đúng đây là chuyên gia marketing. Tôi lên truyền hình cái phải đăng hình lên ngay, là tôi lên truyền hình gửi các bạn xem, các bạn nhìn thấy uy tín không? VTV1 uy tín không? Rất uy tín đấy. Thế thì tất cả những cái này các bạn làm hàng ngày, sau đó một thời gian, thì người ta mới nhìn nhận các bạn, được chưa? Ngày 3 lần đấy. Thế bây giờ tiếp tục này, đây là định dạng, là tần suất này, định dạng tần suất này, tiếp này, định dạng là tần suất nhé, tiếp này. Bây giờ đến nội dung, tức là cái chủ đề ấy, mà hoặc là chủ đề,
Vừa rồi là định dạng nhé, tần suất. Thì trong định dạng các bạn nhớ là định dạng hình ảnh là định dạng được xem nhiều nhất. Định dạng hình ảnh định dạng được xem nhiều nhất. Thì ví dụ như cái bài viết hôm nọ thầy viết cho Linh ấy, đấy là bài mà 10 cái bí quyết để lựa chọn địa điểm, quyết định cái yếu tố thành bại của spa. 5.000 từ, rất dài, đúng không? Vậy thì bây giờ Linh phải có nhiệm vụ biến cái bài viết 5.000 từ đấy thành 10 bí quyết. Đấy, xong đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Làm xong cái ảnh, bắn cái logo vào đây, xong, đặt lên thế nào, nó nhìn thấy ngay. Còn muốn xem chi tiết nữa, bấm vào đây. Thế thì kể cả những đứa nó lười nào nó không bấm vào đây thì nó xem như này nó cũng cơ bản là gì? Tóm tắt được ý của mình. Và ý vào đấy là gì? Cái pha này chuyên gia marketing, thế là đọc xong thấy là gì? Đọc một cái bài viết xưng danh là chuyên gia, đọc lên thấy đúng là chuyên gia thật, đúng không? Chứ đọc một cái bài ngu nghe ngu mà nói là chuyên gia không được. Mình là gì ạ? Mình ở đây là chuyên gia về làm chăm sóc sắc đẹp, mình là chuyên gia kinh doanh mỹ phẩm hay là super sale, đúng không ạ? Một cái người bán hàng đỉnh cao, mình đều phải xây dựng như vậy. Chủ đề đấy này, nhất là các bạn phải xác định được là định vị, đúng không? Định vị thương hiệu của bạn thì chủ đề sẽ phải đi theo. Nếu như định vị thương hiệu của tôi là marketing thì tất cả các bài viết của tôi chỉ có xoay quanh marketing rồi. Hôm nay tôi đi tán gái tôi cũng nói về marketing, đúng không? Ví dụ như là cầm tay cô gái tôi bảo nó là gì, tiếp xúc khách hàng. Đấy, ví dụ đấy, cái cách mà tôi kể câu chuyện nó đều có hơi thở của marketing, hiểu ý không? Khó nhá, cái này khó nhá. Bây giờ định vị của mình là gì? Các bạn định vị của các bạn là gì? Thì các bạn phải viết những chủ đề có liên quan để xây dựng định vị đó. Hiểu chưa? Mình bán mỹ phẩm thì mình phải cho khách hàng biết là mình là một người rất là am hiểu về mỹ phẩm. Mình rất là am hiểu về thị trường mỹ phẩm, cách thức kinh doanh mỹ phẩm. Ok. Cụ thể luôn này, ví dụ như là bạn có thể nói về SEO, kỹ năng bán hàng. Nhưng mà kỹ năng bán hàng không phải chung chung, mà kỹ năng bán hàng này trong gì? Trong mỹ phẩm, trong spa. Thứ hai, bạn có thể nói về mỹ phẩm, bạn có thể nói về làm đẹp, hoặc là cách làm đẹp, hoặc là làm vlog beauty vân vân. Có phải đây là những chủ đề có liên quan đến ngành nghề không ạ? Có phải không? Có. Bạn hãy tạo cho tôi một cây thư mục về chủ đề mà bạn muốn nói. Ok. Thế nhưng mà nó lại gặp một vấn đề như này. Ồ, em muốn làm nói về sale, em muốn nói về mỹ phẩm, em nói về làm đẹp, nhưng mà em lại gì? Không có kiến thức. Đúng không? Không có kiến thức thì viết làm sao? Làm sao? Đăng làm sao? Vậy sau khi xác định được cây thư mục mình thứ muốn mình làm xong, bước tiếp theo là mình bắt đầu được gì? Nghiên cứu về nó. Muốn viết được, muốn đăng được thì đọc đi. Đọc sau đó dùng những cái ngôn ngữ của mình, dùng những cái hiểu biết của mình, dùng cái trải nghiệm của mình, dùng cái ví dụ của mình. Thế nào gọi là ví dụ? Em có thể copy nguyên một bài của một thằng nó đăng lên trên một cái hội nhóm bí quyết siêu mỹ phẩm. Em đọc em cảm thấy rất tâm đắc mà thằng này viết hay, được chưa? Nhưng tuyệt đối em không được đăng nguyên bài của đấy lên, bởi vì đăng nguyên bài của nó lên thì nó là chuyên gia chứ không phải là em, đúng không? Mà em đang muốn xây dựng em là chuyên gia thì em phải làm gì? Em phải biên tập học hỏi lại bài viết đó. Ví dụ nó sẽ viết là 10 cách chốt sale. Rồi xong thì mình sẽ ngồi mình nghĩ xem là tôi sẽ viết một bài là 8 cách chốt sale. Bây giờ cách thứ nhất nó bảo là phải giảm giá. Cái cách thứ nhất tôi sẽ bảo là phải siết tăng chiết khấu. Thế thì tôi hỏi các anh chị là giảm giá và tăng chiết khấu có giống nhau không? Giống nhau. Nhưng tôi đố vào nói được tôi là tôi lấy bài của nó đấy. Đứa nào bảo tôi vả vỡ mồm. Đúng chưa? Đấy là cách tôi đang dạy cho các bạn là các bạn phải dùng ngôn ngữ của mình, dùng hiểu biết của mình, dùng trải nghiệm của mình, dùng câu chuyện của mình. Câu chuyện của mình là gì?
Chẳng hạn như là trong bài viết nó lấy một cái ví dụ, cái Spice Z đang chết dở thế này nhưng mà bán cái mỹ phẩm của nó được lên, đúng không? Thì lúc này câu chuyện của mình là gì? Spa của chị ABC ở khu vực tỉnh này tỉnh kia đang chết dở nhưng mà lấy hàng của Dr. Henderson giờ là bán được, bởi vì Dr. Henderson làm chương trình này chương trình kia, chúng tôi giảm giá, kể ra y hệt như thế là xong. Là các bạn thấy là câu chuyện đấy hoàn toàn là của gì? Của mình. Và rõ ràng nhìn thấy người đọc, người ta sẽ thấy được là cái sự chuyên nghiệp, cái sự trải nghiệm của bạn trong câu chuyện đó. Tại sao tất cả các sách của thầy viết mọi người rất là thích đọc, bằng chứng là tái bản được tốt. Người ta nói một câu là gì? Trong sách của thầy có câu chuyện riêng. Nếu thầy đi làm cho Dr. Henderson này, về thầy kể y chang câu chuyện của Dr. Henderson, thế là đấy là câu chuyện riêng của thầy. Không ai có thể phủ nhận được chuyện đó, đúng không? Một thằng nó viết là như này, thầy dạy cách viết. Một thằng nó viết là con sư tử sáng nào cũng phải ngủ dậy và đi kiếm ăn. Nghe thấy quen quen không? Thế thì mình cũng lại viết một câu như tương tự thôi. Con hổ sáng nào cũng phải ngủ dậy đi kiếm ăn. Thế thì cái thằng viết con sư tử nó lại sao nó kiện em được à? Ô, câu chuyện của tao là con hổ cơ mà. Đúng không? Nhưng đừng có lộ quá nhé. Đấy là cách thôi, nhưng không phải là mình sẽ làm như vậy. Lộ quá và như vậy người ta gọi là gì? Đạo nhái. Không, ăn cắp thì không, người ta gọi là đạo nhái. Bây giờ nó là 12 cách chốt sale, mình là 8. Thì rõ ràng là khác nhau rồi. Cách thứ nhất nó bảo là giảm giá, thì mình bảo tăng chiết khấu. Nó xếp thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5. Của mình xếp thứ tự là 2, 7, 8, 6, 9, kiểu như thế. Tức là đề cương của mình hoàn toàn là gì? Khác đi, bố cục là khác đi, đúng không? Bằng chứng như là Khôi gửi cho thầy một cái bài, thằng này nó viết hay lắm, thầy vào xem đi, cả trăm like bình luận, ngờ xong đưa ra cho thầy, thế là thầy xem là nó có ý tưởng gì, và thầy phát triển một bài, các em thấy đấy, thầy phát triển một bài hoàn toàn là các em đọc này, đẳng cấp hơn 100 lần cái thằng kia luôn. Có những ví dụ, có những câu chuyện và có những ngôn ngữ, thuật ngữ của mình. Khó đấy nhá. Thế nhưng bây giờ không viết, không đăng, không làm video thì làm sao? Ai biết mình là ai? Đi đâu, làm gì? Gặp khách hàng là ra sao? Thời ngày xưa là phải giấu, nhưng thời bây giờ lại phải gì? Phải khoe ra. Đúng không? Tí nữa, ví dụ vui rồi tí nữa này. Cầm cái điện thoại lên, đấy, selfie chụp phát, mấy đăng lên, chúng ta học nghiên cứu, cảm ơn thầy, đấy. Gặp ngôi sao, gặp ca sĩ, gặp khách hàng, ok, khoe lên. Nhưng mà các câu chuyện đấy nên phải là thật, phải là chính con người mình. Chuyển về alo. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn kiểu như các bạn gồng mình lên ấy, các bạn làm theo cách này, nó không phải là con người mình. Các bạn không làm được. Trước hết nó phải là chính mình, và thứ hai nó phải là phiên bản tốt hơn của chính mình, chứ mình không thể là người khác được. Bây giờ các em học phong cách của thầy chứ các em không học được, hay các em học phong cách của một cái chị này chị kia không học được, hiểu vấn đề chưa nhá? Tiếp tục này, nội dung xong này, chủ đề xong rồi này, tần suất xong rồi này, thì tiếp theo là các bạn cần phải có công cụ. Các bạn có công cụ. Tất cả những đứa làm nội dung hay, đẹp đều phải biết ít nhất là chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh. Đấy, cố gắng học cho tôi một chút về Photoshop. Còn không ấy, thì dùng mấy cái phần mềm online như kiểu Canva, các app điện thoại đăng lên chỉnh sửa bắn text vào. Hiểu không? Hoặc là gì? Chỉnh sửa video. Quay cái video lên tại sao đấy? Quay cái video lên phải có chỉnh sửa tăng sáng. Hãy nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với khách hàng tiềm năng bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh, bằng video. Chứ chúng ta không thể nào mà giao tiếp với khách hàng trên mạng là không có cái gì cả, không thấy, không xem, không đọc được. Ok chưa? Thế giờ em hâm mộ một ai đó. Em hâm mộ một ai đó. Một ai đó có 100.000 theo dõi. Lý do là gì? Có ai có 100.000 theo dõi mà người ta không viết nội dung không ạ? Tôi nghĩ rất ít, rất hiếm. Đúng không?
họ phải chia sẻ nội dung, họ phải viết bài, họ phải khoe. Ví dụ phụ nữ đẹp, họ chụp một bức hình ở bể bơi với một bộ đồ bơi rất đẹp, có thể thu được vài trăm like, chuyện bình thường. Một huấn luyện viên thể hình đúng không ạ, chia sẻ một video hướng dẫn cách tập để làm sao cơ bụng nhỏ là vòng 3 to, vòng 2 to ra, ví dụ thế, thì một video đấy sẽ có nhiều lượt xem, bởi vì bản thân cái bài tập đấy đã hữu ích cho người ta. Và thứ hai là cái cơ thể của người huấn luyện viên đấy chính là một hình mẫu mà người ta hướng tới. Và cứ như thế thì đây chính là huấn luyện viên rồi, làm đẹp rồi đấy. Và từ đó họ có thể chuyển lấn sân sang là bán mỹ phẩm, rồi thì bán sản phẩm làm đẹp, rồi bán thực phẩm tốt cho sức khỏe. Những bạn mà làm huấn luyện viên thể hình bây giờ bạn kiếm tiền rất là kinh khủng, chứ không phải là kiểu dạng nghèo rớt như ngày xưa đâu. Ngày xưa độ 7-8 năm về trước, đội huấn luyện viên thể hình nghèo lắm, không biết làm gì đâu, mỗi tập. Bây giờ đấy, những em đẹp lắm, bán đủ thứ, bán quần, bán áo, bán đồ bơi, bán nước hoa, son phấn, mỹ phẩm, rồi cho thuê hình ảnh đại sứ, nhiều cách để kiếm tiền. Biết được những thứ này thì sẽ làm được, nên là thầy những thứ này thầy không dạy được, các bạn phải tự học cho nó nhanh. Thầy chỉ hướng thôi, có công cụ đấy. Và tiếp tục là bây giờ chuẩn hóa nhá, đấy, chuẩn hóa Facebook luôn, chuẩn hóa thực tế ở trên Facebook của mình. Thì các bạn thấy đấy, đập vào đầu tiên vào cái Facebook, nó là ảnh bìa, ảnh đại diện và một số những bài viết lên tường như thế này, đúng chưa ạ? Thì đầu tiên ấy, cái ảnh bìa rất là quan trọng và cái ảnh đại diện rất quan trọng. Thì hãy tập trung vào ảnh bìa với lại ảnh đại diện cho tôi. Ảnh đại diện đẹp, hấp dẫn và có nhận diện thương hiệu càng tốt. Ví dụ đúng không? Ví dụ như bạn Hằng có thể chụp một cái ảnh kèm theo một cái sản phẩm của Dr. Anderson đưa lên mặt. Ví dụ thế. Đấy. Hoặc là mình để thương hiệu ở đấy, mình bắn tách vào đấy. Và ảnh bìa này thì chúng ta cũng nên chọn hoặc là cắt ghép một cái ảnh thiết kế để sao cho nó có nhận diện thương hiệu. Nhận diện thương hiệu là gì? Ví dụ như là thương hiệu của mình có nhận diện màu hồng thì cái bìa này của mình cũng nên là gì? Có màu hồng. Đấy, có nên có màu hồng. Có mặt mình, đúng không ạ? Có thương hiệu, có sản phẩm. Đấy, ví dụ thế, kèm theo số điện thoại. Ok, thế thì vào bìa một phát, nhìn phát là thấy có một em trông rất là xinh xắn, mặc lịch sự hoặc là cuốn hút một chút, đúng không? Rồi, đấy, thế sau đó thì có thương hiệu Dr. Hanson, rồi slogan, rồi số điện thoại của mình. Thế thì khi người ta vào một phát, người ta nhận diện được mình ngay, mình là ai, mình làm nghề gì. Đấy, xong ở phần này, những cái thông tin học trường nào, làm công ty gì được kê chi tiết đầy đủ vào đây. Đấy. Và quan trọng nhất là cái tường này này. Cái tường này quan trọng nhất là bài của mình phải đăng liên tục. Và đăng bài thì mục tiêu đầu tiên ấy là phải tần suất rồi. Mục tiêu là tần suất, tức là tôi quan tâm đến chất lượng. Sau đó, ban đầu là tôi quan tâm đến số lượng, đúng không? Thế thì tần suất xong thì ta mới quan tâm đến chất lượng. Chất lượng ở đây là gì? Ví dụ như một bài mình phải đo đếm xem bao nhiêu like. Mình không quá buồn rầu khi một bài ít like, mình không quá buồn rầu về chuyện đó. Nhưng mà nếu như bài của mình đăng đi đăng lại mà nó vẫn không tăng được like, chứng tỏ là bài của mình đang chưa hấp dẫn. Thì mình phải có những kỹ thuật, có những cái cách thức để đăng bài nó có nhiều like. Tôi lấy ví dụ như thế này, bài nó sẽ có nhiều like. Tôi lấy ví dụ, mọi người chia sẻ bài này cho thầy Phan Anh. Thầy Phan Anh sẽ tặng mỗi người 1 triệu một lượt chia sẻ. Thế thì tự dưng bài này nó sẽ thấy hấp dẫn ngay. Tất nhiên chuyện đấy nó sẽ không xảy ra. Đấy, tôi đang nói ví dụ. Hay là tôi bảo là bây giờ hãy chia sẻ bài này cho tôi sẽ tặng cho các anh chị một bản mềm cuốn sách. Thế thì một bản mềm cuốn sách thì tôi không mất tiền, nhưng mà giá trị các anh chị nhận được cũng có là cái cuốn sách đấy. Ok. Thế thì nó ép chia sẻ nhiều thì nó sẽ có nhiều like cho bài đó. Tại sao bọn live stream, đúng không? Nó cứ phải ép chia sẻ nhiều. Mục đích là gì? Muốn nhiều view. Nhiều view thì có cơ hội bán được nhiều hàng. Bán được nhiều hàng thì có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Đấy. Mình sẽ phải làm như vậy để tăng lên. Rồi mình phải đo.
cái hình này mình đăng lên nó không nhiều like bằng cái hình trước, thì tại sao cái hình trước nó lại nhiều like hơn? Một cái bức hình mình đưa lên là mình đã đều phải có sự tính toán nhá. Không nên là, ví dụ thầy nói ví dụ đó, không nên là gì, một cái bức ảnh mình đang nằm ngủ gần, bạn nó chụp mình ấy, mình thấy đẹp quá mình đưa lên, không. Một bức hình đấy nó sẽ làm giảm giá trị thương hiệu của mình. Các em có thấy bao giờ những cái hình của Coca-Cola hay của Pepsi hay của Nike mà hình nó rất là xấu hay là nó rất là vớ vẩn nó đưa lên không ạ? Không bao giờ, đúng không ạ? Những cái hình họ đưa lên, những cái poster đều phải là gì? Rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, ngôi sao nghệ sĩ người ta chụp. Thầy thấy rất là buồn cười nếu mà các bạn là bạn nào chân đẹp hay là gác cái chân lên ghế cầm điện thoại chụp đến cái chân máy đưa lên đấy, buồn quá không biết làm gì, chẳng hiểu là cái nội dung đấy sẽ thu hút cái gì, đúng không ạ? Không biết thu hút gì. Tất cả những hình ảnh, video, câu chuyện, đường link bạn đưa lên phải trả lời cho câu hỏi là hỗ trợ cho việc phát triển thương hiệu cho bạn, ok? Nếu điều đấy không hỗ trợ được thì hãy làm gì? Đừng có đăng. Tôi có đăng một cái tin là tuyển dụng giám đốc thương mại điện tử cho tập đoàn Kangaroo. Chị bạn tôi có nhờ thật. Các bạn biết tại sao tôi đăng cái tin đấy không? Thế theo các bạn, khi các bạn đọc một cái tin như vậy thì các bạn đánh giá gì về tôi? Thứ nhất là tôi có mối quan hệ với tập đoàn lớn, đúng không ạ? Thứ hai là vị trí đấy tôi còn đang đi tìm cho người ta, tức là tôi không muốn làm vị trí đấy. Tức là gì ạ? Ý tôi muốn ngụ ý ở đây, tôi muốn ngụ ý rằng là gì? Tôi còn đạt đến đẳng cấp như thế và cao như thế. Nhưng có thể người dùng người ta không hiểu sâu xa như vậy đâu. Các em chỉ biết là thầy Văn Anh thấy đang tuyển vị trí giám đốc thương mại điện tử của tập đoàn Kangaroo đấy. Thế thôi. Các em chả suy nghĩ sâu xa gì cả. Nhưng mà sâu xa hơn là gì? Nếu mà tôi phân tích là, một là thầy có mối quan hệ với các tập đoàn tốt, thứ hai vị trí đấy mà thầy còn đang đi tìm cho người ta, tức là thầy còn không muốn làm cái vị trí đấy, tức là đẳng cấp của thầy rất là cao. Đấy là những cái ngụ ý của khách hàng, họ có hiểu được như vậy không thì tôi không dám chắc, nhưng đấy là cái ngụ ý của tôi khi tôi đăng bài đó, chứ không phải tự dưng cái tường nhà tôi các bạn thích đăng gì đấy, không có chuyện đấy. Kể cả mệt đến đâu, mệt cũng không bao giờ vào hôm nay mệt dã rời cho em quên hết những cái gì đấy. Được không anh? Thì không bao giờ. Đúng không? Không bao giờ. Chị à, chị đang ngoài đấy à? Hôm nay em mệt dã rời. Hôm nay ngủ cái đời được không? Đây mà không nha. Lần đăng bản nhất. Em đăng toàn vô like. Hôm vừa rồi em thấy có bên chỗ ông Thắng của đứa xe ấy. Rồi bắt đầu ông kể những cái con phố hot nhất ở các trong kia, rồi ông kể ra bảo là bây giờ cần tìm những cái điểm này để mở rộng chi nhánh các kiểu ấy. Loạt các bên khác là bảo ông bây giờ chi nhánh điểm mạnh, cái tập đoàn này cũng đẩy mạnh thế. Trên tên này là có đăng một phát rồi ông đấy. Đang liệt kê những cái con phố phát triển sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh. Nó bảo là bây giờ nó đang muốn tấn công vào đấy, và nó muốn cần tìm những gì chả biết có thật không? Đúng rồi, thấy lượt bình luận là nhiều lắm, nào là bây giờ và, chủ tịch giỏi quá rồi, công ty phát triển mạnh quá rồi các kiểu kiểu, mà nó bình luận nhiều, em không chết cả cái bài đấy của nó, nhưng mà không biết là nó không được anh thôi. Đấy là nó bảo nó mua lại đấy, chị nhớ lại đấy thôi. Còn cái mua lại thì phải không là vấn đề của nó. Nhưng mà ít nhất là các đơn vị khác bảo chắc là công ty này mình làm phát triển như thế nào. Rồi tiếp tục là các bạn phải tiếp tục là các bạn phải phải kết bạn và ngược lại. Các bạn phải kết bạn và ngược lại, các bạn phải làm sao để tạo sức hút để người ta kết mình. Đúng không? Bây giờ ví dụ nha, đây là thầy nói ví dụ không có cái ý gì cả, Trang đúng không? Và các bạn với thầy có câu hỏi là tại sao thầy không đi kết Trang mà Trang phải đi kết thầy? À đây là thầy đang nói ví dụ, không lưu ý gì cả. Thế rõ ràng là mình phải có sức hút thì người ta mới tìm đến mình. Sức hút ở đây có thể là gì? Xinh đẹp, tài năng, học giỏi,
gọi là thành đạt, thành công, hoặc là có một cái gì đó rất lầy lội, một cái tài năng gì đó ở trên mạng. Và cũng nói như bảo là đi xem video thằng này hài lắm, đấy cũng là một tài năng, đúng không ạ? Bây giờ em nhìn thấy một cái Facebook nào đó, em muốn kết bạn này cao gì, thầy hỏi lý do là gì, thầy hỏi em lý do là gì, hiểu ý thầy không? Thế thì lý do có thể là anh này là anh cũng đang làm ngành spa, anh đang làm ngành marketing, thì mình có thể kết bạn, mình học hỏi được gì đó đấy trong suy nghĩ của mình. Hay là cô chị này dễ sinh thế, mình theo dõi để xem là cuộc sống của mình có học hỏi được gì không, hay đơn giản chỉ là kết bạn với người nổi tiếng thôi, đúng không? Nhưng chắc chắn ẩn sâu trong suy nghĩ của các em là phải có một lý do nào đó thì các em mới kết bạn với người ta. Ngày xưa mình mới chơi Facebook thì mình còn phải đi kết bạn, bây giờ họ đi kết mình cũng chả buồn đồng ý. Vì sao? Vì nó đến mấy vạn rồi thì thêm một đứa cũng chả có ý nghĩa gì, đúng không? Phải đặt mục tiêu tăng được lượng bạn bè và lượng theo dõi. Thế thì đầu tiên muốn tăng được lượng bạn bè và theo dõi thì phải đi kết người ta, và để người ta đồng ý với mình, và ngược lại mình phải tạo sức hút để người ta kết mình. Tôi lấy thí dụ bây giờ vào một cái Facebook của một bạn nữ mà trong nội dung không có một cái gì, toàn là những cái bài xe kiểu hoa rơi cửa phật, xong thì ảnh thì toàn là những cái loại mà trông trà ra thể thống công rãnh thì Facebook bây giờ mà cứ con nào mà chuyên nói kiểu hoa rơi cửa phật đấy, đấy, xong mình lại thấy sang chảnh check in ở các loại 5 sao thì đi rằng mấy tháng sau là thấy công an bắt. Là tội dấm ban. Thế cái câu chuyện đấy là mình phải chủ động đi, và đi kết bạn mình kết bạn với ai? Nếu đi kết bạn thì mình kết bạn với ai? Thì chắc chắn hãy kết bạn với khách hàng mục tiêu. Kết bạn với khách hàng mục tiêu. Bởi vì mình để bán hàng mà, mình không phải để chơi. Để chơi thì rồi ôi, em Nhi xinh quá, thầy muốn kết bạn, ok, đấy là để chơi. Nhưng mà nếu mà để bán hàng, em Nhi không phải là khách hàng của thầy, không kết bạn, ok. Còn bây giờ câu hỏi là làm thế nào là biết được khách hàng mục tiêu? Mình bán mỹ phẩm cho spa thì cứ con nào là chủ spa là mình kết thôi. Hay là đứa nào mà đang làm thợ spa là kết thôi, đúng không ạ? Cứ vào soi profile thấy đang cầm súng với lại cầm kim, cầm cái gì đấy đang dẹt gì đấy là ở chủ spa rồi. Bởi vì trên Facebook của nó kiểu gì cũng có thông tin là kiểu như là này. Ừ đấy, chuyên gia trị mụn với lại thánh trị nám kiểu thế. Đấy, kết bạn luôn. Nhưng mà kết bạn bây giờ chúng ta không đồng ý thì phải làm gì? Cái này đầu tiên hôm qua dạy rồi, phải comment dạo, tạo lòng tin. Mỗi người gì 4B và 5B, chơi luôn 5B đi, chơi luôn 5B đi, 5B nhá, dạy rồi. Bạn buôn bạn bạn rồi nhá. Bây giờ đầu tiên đi kết bạn xong chưa? Comment dạo vào, ui thầy ơi, ảnh của thầy đi du lịch sướng thế, ở đâu thế, cho em đi với, vui thế, đúng không? Thì thầy mới giác lại, thầy giác lại thì làm sao? Thì là thầy sẽ nhìn thấy em. Đấy là nguyên tắc tương tác của Facebook. Đấy. Thứ hai, bàn đấy là bàn bạc này. Bàn bạc trong nghĩa từ bàn bạc, bàn thảo là gì? Ví dụ như là nó đăng hình lên, nó bảo là con em bị sốt hay là bị ốm bạn này thì đi khám ở đâu thì tốt, thì mình phải làm gì? Mình phải là người, chị ơi em có số điện thoại của bác sĩ Phan Anh đây ạ, đúng không ạ? Đấy, phòng khám như này như kia, hôm nọ em đưa khám rất là tốt, hiểu chưa? Phải giúp người ta đi đã. Ban ở đây là, có nghĩa là ban tặng này. Ban tặng này, họ gặp khó khăn mình chia sẻ, mình giúp đỡ. Họ làm spa đúng không? Họ làm spa, họ đang thấy chị nám không tốt hay chị mụn không tốt. Dạ em gửi chị cái tài liệu. Nếu mà chị đi theo cái liệu trình này, kỹ thuật này với sản phẩm này thì chắc chắn là chị sẽ ok. Hiểu vấn đề chưa? Đấy thì chia sẻ đi. Hay là thầy Phan Anh bảo là thầy đang cần tuyển dụng lao động, thế ôi lại tác bạn vào, em ơi giúp thầy chị đi. Thế thì thế chứ. Chúng
mày không chịu nói thế thì làm sao ai giúp chúng mày? Thế tự dưng thầy lại thấy là ôi tự dưng có đứa nào nó lại vào nó giúp mình thì lần sau mình có xu hướng là gì? Mình sẽ có thiện cảm với người ta, đúng không? À, chúng mày tập trung vào đây thế nào? Nhanh lên! Thời gian này đã không có để học thế chỉnh bảng qua này. Đấy, bây giờ tiếp theo là bán. Hay là bản, bản trước thì xong mới bán. Bản ở đây là có nghĩa là trong bản sắc. Mình phải có bản sắc riêng. Cách nói chuyện của mình, phong cách của mình nó phải riêng nhận ra ngay. Thí dụ như cách của thầy viết, mọi người rất dễ nhận ra là cách của thầy viết rất là dài, rất là kỹ, rất là công phu. Đấy. Và thầy hay viết thực tế, viết phũ, chứ thầy không viết theo kiểu tóm tắt hay là viết theo kiểu ấy. Nhưng mà trong câu chuyện của thầy sẽ không có những kiểu từ nói bậy bố láo không có. Thì có những người người ta lại viết phong cách chửi bậy là rất là vui. Ừ. Hài hước sốc xếp cũng có thể là một cái phong cách tùy các bạn lựa chọn phù hợp với phong cách bạn muốn xây dựng nhá. Có đứa nó vào nó bảo là thầy thấy đâu đăng Facebook chủ spa nó bảo em nói thật nó đăng một cái hình nó mặc bikini lên. Nó bảo em về cơ bản nó đéo làm gì cả. Không chỉnh sửa gì ngoài mắt môi mày mũi mí gọt cằm bơm môi. Đấy, xong thì nâng ngực hút mỡ và tắm trắng triệt lông, em đéo làm gì ngoài những thứ đấy. Dịch vụ spa thẩm mỹ đấy, nó không làm gì ngoài những thứ đấy. Tuốt xong hết rồi. Quăng một cái hình lên nó bảo thế đấy, đọc thấy có hay không? Hay. Quá hay luôn. Em thề cơ thể em là nguyên bản ngoài những chỗ này. Quá chất. Có bản sắc là ở đây ý thầy là khi bọn em viết bọn em phải có phong cách riêng, cái hình ảnh em phải xây dựng có phong cách riêng. À, có những người ta đi theo phong cách lầy lội là thế nào, chẳng hạn cũng là lấy ví dụ ghép ảnh nhưng mình lại lấy là ghép ảnh thằng đàn ông vào người phụ nữ đấy, tức mình tạo ra những cái sự nó lầy lội. Hay là chuyện của mình là lúc nào phải có vài câu văn tục, đúng không? Đéo phép với lại kia dọn thế kia thì có khi dân tình nó lại thích. Ừ. Nhưng mà thầy không nói là ai nên làm như thế, mọi người cảm thấy mình phù hợp thì mình hãy làm, còn nếu không thì thôi. Đúng không? Và nguyên tắc ở trên mạng là chúng ta tích cực. Tích cực là gì? Không gây tranh cãi, không thù địch. Ví dụ như đứa này mày vào mày comment thầy xin lỗi thầy giảng như shit ấy. Rồi. Ok. Mày tốt đúng không? Thầy bỏ lắp luôn. Không nói chuyện. Tại vì sao vào tranh cãi? Thế mày giỏi mày làm đi, đọc tranh cãi nhau mệt, mất thời gian. Bởi vì cảm xúc ở trên mạng là có thật. Em vào chửi người ta một câu sẽ tốt, nhưng thực chất là người ta bực tức trong lòng thật. Cảm xúc là có thật. Vậy thì đừng để những cảm xúc tiêu cực để ảnh hưởng đến mình. Ai đó mà cảm thấy làm gì không phù hợp với con người mình, với phong cách của mình ở trên mạng, xin mời là gì? Bỏ lỡ. Thế thôi. Vào cãi nhau, chửi nhau làm cái gì? Trong 99% số người khen thầy trên kênh YouTube, cũng có những người bảo dễ thế này mà cũng phải dạy à? À thế thì các em sẽ thấy là nó sẽ khó với người chưa biết và gì? Và dễ với người biết rồi. Thế thì nó dễ thế thôi. Rồi anh siêu bỏ lỡ luôn. Thế vì anh dễ rồi vào đây làm gì? Đúng không? Thế chả nhẽ bây giờ mình lại vào mình bảo thế dễ mày dạy đi. Đúng không? Thì tự dưng người khác thấy không hay. Hay là mày giỏi mày làm mẹ mày đi, mày lên đây comment làm gì? Dù cãi nhau hết, thôi. Thầy cứ làm gì? Âm thầm xóa và gì? Bỏ lắm. Ừ, thế là xong. Không phiền lụy đến ai cả. Nha. Đừng có đi bóc phốt thằng nào, đừng có đi. Thầy rất là ngại cái chuyện mà nhân viên bán hàng cứ đi bóc phốt khách. Ý là gì? Chụp cái ảnh màn hình chat lên là chắc mãi tư vấn mãi nó không chốt được không? Xin lỗi khách đéo gì thế này, thì khách đéo gì thế kia. Ừ, đừng bao giờ. Họ không mua là do việc của họ. Và mình bán hàng mình chưa bán được là lỗi của mình. Ôi, đừng tưởng bóc phốt khách nha. Rất nhiều vụ bóc phốt khách xong là sập tiệm luôn. Nó đưa lên group, nó bóc ngược lại đứa bán hàng còn chết. Thôi, cứ nhẹ nhàng, anh để xe này rồi. Đấy,
phải kết bạn và kết bạn với khách hàng mục tiêu. Nghe này, không cần nhiều bạn, listen up này, không cần nhiều bạn nha. Tất nhiên nhiều là tốt, nhưng ý thầy không cần nhiều bạn có nghĩa là gì? Khách hàng là phải là chất. Nếu thầy giả sử thôi, em kết được 2.000 chủ spa, thầy giả sử với em có một cái Facebook em kết được 2.000 chủ spa và 2.000 chủ spa này rất thích em, thích phong cách em, thích tính cách em, thích cách em nói chuyện, thích cách em đăng bài, liệu em có bán được hàng không? Thầy chỉ đặt câu hỏi thôi, theo các em có đã bán được không? Được. Bán được, đúng không? Cần gì đến một vạn follow làm gì? Không cần. 2.000 ok. Chất. Và quan trọng là mình làm gì? Tiếng Anh nó gọi là know each other, tức là phải biết rõ nhau. Đấy, nói ông Phan Anh cũng biết rồi, thì thầy hay lắm. Đấy, hay nói ông Khôi và biết ông Khôi, kỹ thuật hay lắm, thế thì thế nó bán được hàng. Nói ông Phan, ôi thằng đấy chẳng gió kinh lắm. Thế là, ôi đừng mua hàng của nhà, hàng này chịu dùng không hiệu quả. Thế chết. Thế còn mình đi kết bạn để giao lưu mối quan hệ người này người kia thì thôi, cái đấy là nó không nằm trong cái bài giảng này. Bài giảng này là xây dựng cái Facebook cho các bạn sale để bán hàng. Thế muốn bán được hàng thì xung quanh mình khách nó phải là gì? Là khách mục tiêu. Bây giờ em đi kết với toàn sinh viên thì nó mua cái gì? Đúng không? Nó vui thế hay là em đi kết với toàn cái bọn mà chổng tre rồi thì bọn già già rồi chẳng hạn, các anh chị lớn tuổi người ta không làm chủ spa thì người ta có mua hàng đâu. Thế em định bán gì cho họ? Còn bao giờ em không theo cái nghề này nữa thì em bắt đầu em mở rộng, em đi bán vàng bạc đá quý thì em lại chơi với đội khác, em bán xe hơi em lại chơi với đội khác, em bán bất động sản lại chơi với đội khác, đúng không? Nhưng mà trước hết mình phải là một người có uy tín, có kiến thức và có chuyên môn. Đấy, và kiến thức chuyên môn đấy nó được thể hiện qua nội dung mình đưa lên vào YouTube, thấy là thầy nói hay quá, vào web thấy thầy đã viết bài hay quá, vào Facebook thấy thầy đoàn lên truyền hình hay quá, thì rõ ràng là đấy chính là thương hiệu. Các bạn vừa nghe cuộc điện thoại trước khi thầy dạy đúng không? Trước khi thầy dạy lúc 1 giờ có một cuộc điện thoại gọi tới ấy. Ừ, vừa đấy, khách đi ở đâu ra? Đấy là do mình xây dựng thương hiệu. Ở đâu ra? Họ xem YouTube của thầy, họ thấy là thầy giảng rất hay, rất bài bản.